hợp những mẫu thiết kế xốp giày dép ấn tượng nhất. Thiết kế xốp giày dép là một trong những điều được nhiều khách hàng quan tâm. Bởi mẫu thiết kế đẹp đồng nghĩa với việc bạn sẽ tạo được điểm nhấn cho người nhìn cũng như một phương án tăng doanh thu hiệu quả. Sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn tổng hợp những mẫu thiết kế xốp giày dép ấn tượng nhất. Hãy cùng tham khảo nhé! 1. Tại sao cần phải lựa chọn những mẫu thiết kế xốp giày dép ấn tượng? Thiết kế xốp giày dép ấn tượng là một trong những nhu cầu vô cùng thiết yếu của mọi người, nhất là đối với những ai mà đang có nhu cầu mà mở một cửa hàng kinh doanh và mong muốn có doanh thu ổn định. Trước một dừng các cửa hàng giày dép thì làm sao để mình tạo được ấn tượng sâu đậm cho khách hàng là một điều vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi các chủ đầu tư phải là một con người có con mắt nhìn nhận cũng như có óc thẩm mỹ tốt cùng với một đội ngũ thiết kế thi công uy tín. Vì chỉ có như thế, bạn mới có được một công trình như ý mà thôi. Trước khi có ý định muốn mở một tiệm giày dép kinh doanh, đừng quên lựa chọn một đơn vị thiết kế xốp giày uy tín nhé. Đảm bảo sẽ là một cách tăng doanh thu tối ưu nhất dành cho bạn. Thứ hai, cách thiết kế trang trí xốp giày dép đẹp và hiệu quả. Thứ nhất, về hệ thống ánh sáng. Đủ ánh sáng có thể khiến cửa hàng trông hài hòa, đồng thời làm cho các đôi giày trông đẹp hơn, lung linh hơn so với thực tế. Nên bạn cần trang trí hệ thống đèn chiếu sáng cho cả xốp và tại các giá giày. Hiện nay thì nhiều xốp giày dép thường sử dụng đèn có ánh sáng vàng hoặc là ánh sáng trắng. Bởi vì ánh sáng vàng tạo nên cảm giác ấm áp và sang chảnh đối với các đôi giày, còn ánh sáng trắng thì mang đến cảm giác không gian rộng rãi hơn, đồng thời phản ánh chính xác màu sắc của giày dép. Phân bổ không gian và bố trí sản phẩm. Nên trưng bày những mẫu giày mới theo mùa hay những mẫu giày đem lại lợi nhuận cao ở mặt tiền để khách hàng chú ý hơn. Không nên trưng bày quá nhiều sản phẩm sát cạnh nhau. Nên sắp xếp vị trí các loại giày theo từng khu vực khác nhau như là giày trẻ em, giày nữ, giày nam để khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn. Hàng giảm giá thì nên để ở phía trong cùng để khách có thể nhìn thấy tất cả sản phẩm trước khi đến khu vực này. Tận dụng các vách tường để đặt tủ trưng bày, đảm bảo không gian bên shop thông thoáng, có lối đi lại thoải mái. Chọn nội thất phù hợp. Nếu đối tượng khách hàng của bạn là những người có thu nhập ở mức trung bình thì việc sắm bàn ghế xịn là điều không cần thiết bởi họ thường sẽ không ngồi quá lâu. Do đó, thay vì đầu tư quá nhiều vào nội thất, hãy chú ý vào giá cả của những đôi giày. Ngược lại, nếu đối tượng phục vụ là tầng lớp thượng lưu thì việc có sẵn một bộ bàn ghế để họ ngồi thử đồ hoặc là đợi người thân, bạn bè thử giày là nên có. Gương trang trí. Gương không chỉ khiến cho không gian rộng hơn mà còn khiến khách hàng cảm thấy thích thú và thấy được ưu điểm của sản phẩm khi thử. Đặc biệt, những chiếc gương sẽ kết hợp với ánh sáng sẽ khiến khách hàng lộng lẫy và đẹp hơn, giúp họ đưa ra quyết định mua giày nhanh chóng. Màu sắc trong thiết kế xốp giày dép. Đây là một trong những yếu tố giúp cách trưng bày giày dép thu hút hơn. Nếu xốp giày dép của bạn hướng đến đối tượng người trẻ năng động thì bạn nên chọn cách sơn tường trẻ trung, phá cách. Ngược lại, khách hàng mà bạn hướng đến là những người đi làm thì phong cách lịch sự và mang đậm phong cách cổ điển. Chỗ ngồi thử đồ. Nếu xốp của bạn không có chỗ ngồi thử giày, họ có thể sẽ bỏ cuộc và rời khỏi xốp của bạn trong sự thất vọng. Do đó, chỗ ngồi thử đồ thoải mái cũng giúp khách hàng cảm thấy được chào đón và những người đi xem giày cùng với khách hàng như là người chồng, vợ, bạn gái hay bạn trai sẽ luôn thấy dễ chịu hơn khi xốp có chỗ ngồi. 3. Tổng hợp một số mẫu thiết kế xốp giày dép đẹp ấn tượng. Giờ đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu thiết kế xốp giày dép ấn tượng nhất sau đây. Thiết kế xốp giày dép theo phong cách năng động. Những mẫu thiết kế xốp giày dép theo phong cách năng động ấn tượng thường dành riêng cho những xốp giày thể thao. Đối tượng hướng tới chủ yếu là những người trẻ có nghề nghiệp, tính cách phóng khoáng, tự do. Những xốp này thường chọn màu chủ đạo là màu đen trắng. Ngoài ra, nên chọn các màu điểm như là xanh navy, xanh nõn chuối hoặc là những gam màu trung tính, chứ không nên thiên về màu sắc lè loẹt sặc sỡ. Ưu điểm của mẫu thiết kế này chính là những khung sắt làm kệ cá tính và cách bố trí giày rất hợp lý. Những mẫu giày dép nổi trội sẽ được bày trí nổi bật và thu hút khách hàng. Không gian lối đi lại thoáng đãng với nhiều gương soi. Ánh sáng trắng giúp phản ánh chân thực màu của đôi giày, đồng thời tăng hiệu ứng cho khách hàng. Thiết kế xốp giày dép nữ giới. Bên cạnh những xốp giày thể thao thì xu hướng giày nữ cũng được nhiều chủ đầu tư nhắm tới. Những xốp giày nữ thường thiên về sự điệu đà và sang chảnh. Những mẫu giày cao gót, dép xăng đan sẽ nhằm đến những quý cô điệu đà và nữ tính. Chính vì thế, phong cách thiết kế cũng cần có sự khác biệt. Những gam màu trắng sẽ là chủ đạo. Ánh sáng đèn nên chọn những ánh sáng trắng để tạo được sự lung linh cũng như phản ánh chính xác màu của sản phẩm. Bên cạnh đó, lối đi vào nên thiết kế phong cách sang trọng, hiện đại, thông thoáng. Gương được bố trí xung quanh nhằm tăng cảm giác, thu hút ấn tượng và kích thích người tiêu dùng hành động mua hàng. Chủ đầu tư nên chú trọng mix and match giày dép với túi xách để tăng thêm sự lôi cuốn. Bởi người mua sẽ thường rất chú trọng tới sự đồng điệu về vẻ ngoài từ bộ cánh, túi xách cho đến giày dép.
thiết kế xốp giày dép nam ấn tượng. Giày nam thiên về sự mạnh mẽ và cá tính. Chính vì thế, đối với những xốp giày nam, kiến trúc sư sẽ thiên hẳn về sự nam tính và mạnh mẽ cuốn hút. Những xốp giày này chọn màu chủ đạo là tông màu trầm mạnh mẽ. Lối thiết kế tùy theo nhu cầu cũng như đối tượng khách hàng tiềm năng mà xác định. Nếu như khách hàng là những người có thu nhập thấp thì không cần quá cầu kỳ, còn nếu thiên về những người thu nhập cao thì nên chọn đồ phong cách hiện đại và sang trọng. Những đôi giày đắt giá sang trọng thường sẽ được trưng bày ở bên ngoài, chỗ mà nhiều người nhìn thấy nhất để họ tập trung. Còn sau là những sản phẩm khác. Thường thì để tăng thêm sự lôi cuốn cũng như thu hút cho đôi giày thì các chủ đầu tư nên phối giày với quần áo để người mua có thể quyết định mua hàng một cách nhanh chóng nhất. 4. Những lưu ý khi thiết kế xốp giày dép bạn không nên bỏ qua. Khi thiết kế xốp giày dép, bạn nên chú ý đến một số điều sau đây. Thứ nhất, đối tượng khách hàng tiềm năng. Những đối tượng này được xác định sẽ là nam, nữ, người thu nhập trung bình hay là sang trọng. Để từ đó, chủ đầu tư cũng như kiến trúc sư lên những phương án tốt nhất cho mình. Màu sắc logo, thương hiệu, ánh sáng chủ đạo cũng nên được lựa chọn cân nhắc một cách kỹ lưỡng nhất có thể. Thứ hai, theo chi phí mình có. Nếu chi phí dồi dào, bạn cũng có thể lựa chọn những xốp giày với nội thất sang trọng. Còn nếu không có dồi dào thì chỉ nên dừng lại ở mức vừa phải để không tốn kém. Thứ ba, diện tích không gian xốp giày dép. Nếu xốp của bạn có diện tích rộng rãi, bạn có thể thoải mái lựa chọn các phong cách thiết kế khác nhau. Tuy nhiên, nếu xốp quá nhỏ, diện tích không cho phép thì nên tối giản nhất có thể. Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất mà không nên bỏ qua, chính là lựa chọn địa chỉ thiết kế xốp giày dép uy tín. Hiện có rất nhiều địa chỉ thiết kế xốp giày dép uy tín, song bạn nên cân nhắc một điểm đến uy tín, giàu kinh nghiệm để vừa có được không gian thiết kế đẹp, lại vừa có thể tiết kiệm tối đa chi phí, hạn chế phát sinh. Trên đây là tổng hợp những kinh nghiệm thiết kế xốp giày dép đẹp mà blog nội thất đẹp tổng hợp được. Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho kế hoạch mở xốp giày dép sắp tới của bạn. Chúc các bạn thành công nha! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.